Theo tin từ Bộ Công an, ngày 1 tháng 10 năm 2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân xảy ra tại Cục thuế tỉnh Bình Dương. Ngày 26 tháng 10, một chỉ dẫn công an tỉnh Bình Dương xác nhận với tiền phong vụ nổ xảy ra tại trụ sở Cục thuế tỉnh Bình Dương hôm 30 tháng 9 do các đối tượng khủng bố thực hiện. Quá trình điều tra vụ án xác định, đối tượng Trương Dương sinh năm 1980, trú tại chính chi 11 khu phố Tây Bờ, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã thực hiện gây nổ theo chỉ dẫn của đi sai phạm là thành viên tổ chức khủng bố chính phủ Giang Sơn Việt Nam lâm thời, hiện đang định cư tại Mỹ ngày 10 tháng 10 năm 2019, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Trương Dương để điều tra về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân quy định tại điều 113 bộ luật hình sự. Hiện nay, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bình Dương đang nối tiếp điều tra làm rõ rệt vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện trường vụ nổ cục thuế Bình Dương Lisa Phạm là ai và giữ vai trò thế nào để chỉ dẫn Dương thực hiện vụ khủng bố tại Cục Thuế Bình Dương? Lisa Phạm tên thật là Phạm Thị An Đào sinh năm 1979 tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang định cư tại Mỹ. Theo cơ quan công an, Lisa Phạm là thành viên tổ chức khủng bố chính phủ Giang Sơn Việt Nam lâm thời. Nhiệm vụ của đối tượng này là kích động khủng bố, phá hoại và chống phá Việt Nam. Trước đó, vào tháng 8 năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Lisa Phạm về tội khủng bố chống chính quyền nhân dân theo Điều 84 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Chân dung Lisa Phạm Lisa Phạm từng nhập cảnh về Việt Nam nhằm móc nối, số dục các thành phần phản động trong nước và cả ba lần đều bị an ninh Việt Nam cầm giữ. Trong trại giam, Lisa Phạm từng nhận tội lỗi của mình và giết đơn xin khoan hồng. Tuy nhiên, sau khi được trả tự do và bị trục xuất khỏi Việt Nam, Lisa Phạm nối tiếp thể hiện thái độ chống đối. Lisa Phạm cùng Đào Minh Quân Thủ tướng tự xưng của Tổ chức Chính phủ Giang Sơn Việt Nam lâm thời cũng là những kẻ cầm đầu, chỉ dẫn dụ ném bom xăng, gây cháy 320 chiếc xe tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an Biên Hòa tỉnh Đồng Nai vào ngày 8 tháng 4 năm 2017 và đặt bom xăng tại nhà xe, cổng ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn nhất ngày 22 tháng 4 năm 2017. Như Tiền Phong đã đưa tin, vào hồi 9 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2019 đã xảy ra vụ nổ tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương, địa chỉ 328 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị trấn Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Vụ nổ xảy ra tại lầu 2 tòa nhà trụ sở Cục Thuế Bình Dương khiến tường đổ sập, cửa kính nhiều phòng làm việc tại trụ sở này dở dụng. Một số ô tô đậu yên sân trụ sở Cục Thuế cũng bị hư hỏng. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, các đơn vị liên quan đã đến hiện trường gồm công an, diện kiểm sát, quân sự và lực lượng phòng cháy chữa cháy. Trong đó, chỉ dẫn công an tỉnh Bình Dương cũng đích thân đến hiện trường chỉ dẫn điều tra. Đến chiều 3 tháng 10, công an Bình Dương tiến hành phong tỏa đường Võ Thành Long, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu một để khám xét căn nhà hai tầng được cho là có liên quan đến vụ nổ. Việc khám xét này được thực hiện khi trích xuất camera phát hiện người liên quan có mặt ở hiện trường vụ nổ.